Cô nên hả? Để hơi nhiều rồi. Nè Hà mà nó rủ đi ăn á mẹ chờ đi ăn thôi. Mình tối nay mình đi ăn tiếp đi con Hà. Thôi đừng nói nữa bé. Em chưa được nữa mà. Làm đi ta nói thiệt không được nghe. Không có đứa môn mà không muốn ăn ngon nữa trời. Giờ ăn trong đỡ đó chứ còn không có cảm giác ngon luôn. Kiểu như mình ăn vội ăn vàng kìa. Không có cảm giác ngon luôn á. À, chị ăn chị cũng thấy ngon luôn. Em nói chị tối cái chỗ là cái chỗ lớn mà bữa trước em ăn em cũng ngon, ơi là ngon mình cũng ăn em cũng không cảm giác gì. Bữa hôm qua cái bụng chị làm cho bà nó kìa. Cà rô 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 rô. Cà rô 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 bà cười. Thôi đừng có ngon nữa mập mất công. À không phúc quá kìa. Giảm thêm bà ký nữa. Hả? Ừ. Chị cũng trông gì giảm mà vẫn chưa thấy giảm. Mà con Hằng kìa cũng chưa giảm. Hằng mới nó rung đó, rung sòn nữa. Mà uống trà sữa nhiều quá rung tay rung chân giỡn. Chị uống trà Phúc Long là chị rung rung như uống cà phê đó. Ngủ nó đang khó ngủ. Em kêu khó ngủ mong thấy vừa vừa răng liền kiểu như không em biết răng không ngay răng mày uống cái thâu mắt ngủ được uống một đại viên được đặt mắt ngủ được uống ngủ như không em biết răng nhiều khi mình thà mình không có mệt mình làm nhiều á, mình chạy xô mình làm rồi mình tính toán đồ này kia làm cho xong cách này xong cách kia cái là tự nhiên người mình thấy kiểu mà đây nè chị này nếu không ngon được tới không biết nhưng mà thấy cái vị trà chuẩn không có làm đà đâu.
chắc giờ mình uống tùy loại chứ. Cô giỏi vậy nè. Báo đen trước chị. Như xong rồi nay qua 2 là 2 đúng không nào? Đúng rồi chị can tâm. Xong rồi đến bé này. Chắc được 8 giờ tối. Mình lại chờ ít như hôm qua mà. Đúng không? Hôm qua chờ đông hơn chứ.
thăm chị nè. Tết em có lì xì không chị? Có lì xì không? Em rục à? Nó mà yên vũ á. Đi chàng đó chị, tính rồi đó. Mình ăn cái miệng nó nhìn đã lắm. Mì vũ là sao ra ít 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 thiệt. Alo. Alo. Chị em đi tới rồi mà em tới số chỗ số 32, số 40 mà em thấy cái tiệm bộ này. Em à, ý là em nhìn lên phía trên nhé, hoặc là em hỏi họ kìa. Ý là em vô kiệt rồi chứ. Rào, em đi cái hướng á, em nhìn cái hướng ngược lên đi ra đường á, là em thấy cái bảng Lo Nguyễn. Thấy chữ Lo Nguyễn rồi. Thấy chưa? Chưa. Ý là đi ngược ra đường Hoàng Kiểu mà, em đang lên lấy em lại vô. Đúng rồi, em đi thẳng ra xí nữa, một cái nhà thôi, một cái nhà văn hóa đó. Một cái nhà văn hóa, em quẹo qua cái đường...